Hello, xin chào anh em nhé. Đây, máy nắp điều hòa viền đen đây, 401 CX. Đây các bác nhé. Đây. Thế hôm nay chia sẻ cho các bác lắp điều hòa Nhật. Đấy thì ở nhà bên cạnh, đấy thì mình đã lắp 5 con. Thì có quay sơ bộ chia sẻ cho các bác lên ở kênh Hùng Điện Lạnh 2 nhé. Tí em sẽ ghim ở dưới cho các bác vào kênh Hùng Điện Lạnh 2 xem. Đấy, bên đấy lắp 5 con nhà vừa mới xây. Đây là nhà bên cạnh, thấy đẹp quá. Máy chạy êm quá, lạnh sâu quá. Thế là giá cả hợp lý, thế là lại mua thêm 2 con nữa. Đấy nhá các bác nhá. Đấy, nhà này tổng cộng là có 3 con. Đây, cục nóng, cục lạnh để trên cái đèn này nhá các bác. Thế gì nói mày đâu không hết đây trên cái đèn đấy, bây giờ đánh dấu để khoa đây. Khoan rút lõi ở đây nhá. Đây này, khoan bằng cái khoan này. Khoan này để lắp bình chết. Đấy. Đây các bác nhá. Đấy, cục nóng đặt ở đây. Thôi tí ấy mà. Được. Ô thiếu à? Đây. Ngoáy ra hơn một tí vì mũi 14 để cho nó chắc mà tường này tường nó tốt. Ở đây đóng một đây cái mũi này không phải cái quan đấy rồi 14 đây cụt rồi đây này thì chú Tùng đâm cho cụt rồi ui được có 2 mũi rồi đâu cụt xem cái khác đi lấy cái khác vào lấy cái khác cái trụ 4 này thì như chú Tùng có đây khoan rút lõi này nó này nỗ này đấy đấy không đấy con này nó hơi lặng này 43 cân. Nó hơi sáng các bác ạ. Úi giời, từ từ bắn đều vào cong hết. Bắn đều vào nó lệch nhau rồi. Bắn dưới đi ăn trong chắc xong vô lấy ăn đâu. Là không bao giờ nó tìm được cái đồ gì thế mới lạ. Từ xưa nay nó cứ đứng này xong bắt đầu nó kêu đéo thấy đâu cả. Ê. Để bắn dưới đi. Thường nó vênh. Bắn dưới nó ép vào nó mới vào đấy nó mới thẳng đi. Còn đâu lấy búa phang. Đây các bác ở cho mái để nó che mưa che nắng này. Đấy, sắp xong rồi đây này chỉ tí nữa là chờ ấy thôi. Đây các bác ạ, treo lên mưa. Đấy, treo mặt lạc lên rồi nhé. Thở ra cục lóng nhé. Đây các bạn
nóng. Các bạn phải cho vào đây nữa. Đâu đó. Cho thang nữa đây. Thang nữa. Lấy thang nữa. Đấy các bạn. Đấy, cục nóng lên đây nha các bạn nha. Đấy, kìa. Đây các bác, cục nóng của nó này. Đẹp chưa? Không tì vết luôn nhá. Các bác nhá. Đấy. Đấy. Nóng đẹp không tì vết luôn. Quay dàn này. Quay dàn. Anh nhiếp. Dàn không bọt bẹp luôn. Nét đẹp luôn. Đây. Quay lên thế này thôi chứ còn nhìn ở ngoài lét lẹt luôn, như mới luôn. Bác thấy chưa? Đấy, bẹ biết không chỉ cái chân cả, ngon lắm. Đấy, giờ bê ra để cho lên cục nóng các bác. 43 cân hay gì, hay 45 cân đấy, nặng. Đấy. Nặng lắm, tôi dừng máy quay để anh em lên nhé các bác nhé, con này nó nặng. Đây các bác này, treo được con này lên cái chỗ này là cả một vấn đề. Phải 2 thang vất vả mới treo được lên. Đấy. Nặng đấy. Chưa ngoài này mà. Đây các bác, đấy, lắp xong đang hút chân không. Hút chân không nhé anh em. Công ơi, công bê cái này lên, đổi nguồn này lên tầng 2 để hôm nào lắp. Bê cái cục đổi nguồn. Đây đang hút chân không rồi anh em. Đấy, dây điện. À, hút chân không. Đấy. Hút chân không rồi chạy máy các bạn nhé. Bắt buộc phải hút chân không kỹ. Đấy các bác ạ, lắp xong rồi đấy. Đấy. Các bác chờ tí nhá, nó chạy lốc nha. Cái này nó là chỉnh gió 4 chiều đấy nhá anh Thái nhá. Cái này là cái, anh nhìn cái lá trong chưa? Chỉnh gió 4 chiều rồi. Đây này. Cái nút này này là nó chỉnh cái ngang trên kìa. Đấy, còn cái này là chỉnh. Đấy. Trong phòng nó 29 độ, đặt là 21 độ, 20 độ. Đấy. Con này chạy phòng nhà anh có vẻ là rét. Mà hôm nay nó 2 mấy vuông, 25 mét thấy rồi. Nhưng cái dòng này chạy nó lạnh sâu. Đây các bác, cục nóng đây. Đấy, bắt đầu chạy rồi chưa các bác nhá? À, chạy rồi. Đấy. Cục nóng cho vào đây thì mát, thì lạnh sâu rồi, tuyệt đối rồi. Đấy. Đường nước rồi các bác à, chạy đấy. Đấy. Đường nước, đây cục nóng. Lúc nãy bê ba chú cháu bê con này kinh khủng, phải kéo dây đấy anh ạ, không lên nổi luôn, lặng. Ai là nó đúng với cái mái trên à, không như này che được đây là lạnh sâu rồi, con này nó để đây lạnh sâu bền nó mát mà. Bền. Nếu thế thì con ở dưới thì anh che mẹ che nó xấu nhà.
không che được thôi cả. Bắn ra cái máy, ra cái máy. Anh thì làm đơn giản, thợ thì nó quá đơn giản rồi. Nước chảy dầm dầm. Con chạy nó có giỏ giọt ở cục lóng là không làm sao. Đấy nó giỏ ở đúng, đúng rồi. Bên này con này rồi nó cũng giỏ đấy, cái chỗ phình phình ra đấy. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Con nào chả có cái đấy. Đấy các bác ạ. Đấy thì em chia sẻ với bác nhé, vừa hôm qua lắp con bên kia, đấy, hôm nay lắp con bên này. Đấy. À, quạt, đấy, chỉnh tốc độ quạt lên này. Cho hết tốc độ. Đấy, chỗ mát rồi á. Mát rồi, bắt đầu chạy lắm. Con này ngồi đây ăn lẩu sướng. Mình tê anh mà. Lắp con những ngày Thái hoặc là con gặp hơn. Có hai người em biết. Em họ nhà vợ là kêu mấy cửa này nó tốt được không? Trời ơi, gỗ đéo chịu được, nắng tây thì thua nhất, thua cửa nhôm hết. Đấy, cái nhôm mày. Nhôm là thiên nhiên vẫn là chẳng lo mối mọt. Gỗ em thấy kể cả lim rồi cũng sẽ là vậy. Thế là lim hả? Chẳng ăn thua. Đúng rồi. Trong này thì dày nó như là 8 cân kéo ăn thua. Đấy các bạn ơi, chạy ngon nghẻ nhá. Đấy chạy tí xuống 27 độ. Rồi mình xin kết thúc video ở đây nhá. Chào tạm biệt các bác nhá. Đấy hôm nay chia sẻ lắp đầu 40. Đấy hôm trước là lắp nhà anh bên này, hôm nay lại lắp nhà anh bên này.